Xin chào tất cả các anh em video theo các anh em tham gia trình này góp nhận 50 tập cần LVA nghe các bạn. Để tham gia hôm nay mang biết phần link mô tả của mình, các bạn làm nhiệm vụ các bạn. Giờ đầu tiên các bạn join kênh follow từ Twitter và tặng bạn người bạn. Tại vì tên thì bạn theo dõi nữa các bạn. Bạn like và tôi biết tôi dưới game tăng 3 người bạn các bạn. Like nè. Chứ dẫn như tôi biết nha các bạn. Tăng 3 người bạn vào. A cộng Lê Du. Rồi các bạn tôi biết lại các bạn. Im chưa? Rồi tiếp tục thì các bạn join kênh group, kênh channel các bạn. Twitter đây thì bạn follow cũng được rồi, các bạn join hết kênh channel đó các bạn. Rồi sau khi bạn đã hết nhiệm vụ thì dòng đầu tiên các bạn đi địa chỉ email của mình nữa các bạn. Dòng thứ hai các bạn điền username Telegram của tất cả các bạn nhé các bạn. Còn mình cũng số 1 các bạn. Số 1. Tiếp tục thì username Twitter nghe các bạn. Còn Enemo các bạn vào Twitter của mình thì sẽ gặp username Twitter của mình. Còn Enemo của anh. Tiếp tục thì lên nghi quyết thì các bạn mở Twitter của mình ra nè. Các bạn nhấp cho bạn đến cùng nè các bạn. Các bạn nhấp vô hồ sơ nè. Đây là username mình nè các bạn. Để tiếp tục các bạn chia sẻ các bạn viết nè. Mình sẽ chép cho khai như tạm nè. Bạn mới đập lại được. Bạn bắt từ đây. Tiếp tục khi mà ghép lifer này thì mình lấy phần link mô tả của tất cả các bạn đi thì mình là A+Anh41 các bạn. Tiếp tục thì các bạn sử dụng với BNB Smart Chain. Các bạn có thể dùng địa chỉ gì em đó. Để các bạn. Các bạn copy địa chỉ IP của mình nha các bạn. Mình sao chép không ạ? Cho mà đáp lại. Con bắt ở đây. Rồi việc bấm gỡ là xong rồi bạn về video mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 50 tập càng là VA đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.